người giàu luôn nhận được những món quà Giáng sinh sang chảnh, trong khi người nghèo chỉ nhận được những chiếc túi và cả tất rỗng. Chẳng thấy không khí Giáng sinh gì cả. Này Mike, em buồn, em cần pháo hoa. Em đợi đó. Ôi, đẹp quá. Yeah, mình thấy vui vẻ hơn nhiều rồi. Alex nghèo khó cũng có pháo hoa riêng, chỉ là nó rẻ hơn rất nhiều. Thật tuyệt vời, cảm ơn các bạn. Yeah. Bánh quy mình thích. Ôi không. Santa, không thể tin được là ông. Ở lại với cháu đi. Xin lỗi Sophie, ta còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng cháu sẽ trả cho ông bao nhiêu ông muốn. Ta không cần tiền, ta làm vì những điều tốt đẹp và vì bánh quy. Mai, chặn ông ấy lại. Xin lỗi Santa, nhưng ông không được đi đâu hết. Nhưng trẻ em đang đợi ta phát quà. Họ sẽ đợi, ông cứ ở đây. Nhưng ta phải làm việc. Mai, ăn đi nào. Tất nhiên Santa không được lựa chọn. Sophie giàu có, luôn muốn gì là được nấy. Mai, ăn xong chưa? Chúng ta đi thôi. Rồi, thưa cô Brown. Anh mặc đẹp quá, nhìn xem. Ồ vâng, tôi luôn mơ ước được mặc bộ đồ này. Cố lên bay, cô ấy trả lương cao mà. Chúng ta đến rồi. Chào mọi người. Nhảy đi, Mai. Dĩ nhiên rồi, cô Brown. Xấu hổ quá. Mình gần xong rồi. Nó rất hợp với mình. Oh. Người luôn, đến lượt rồi. Tôi tới liền, ông chủ. Nào, chúc mình may mắn. Và cuối cùng, chào mừng ngôi sao của chúng ta, chú lùn Elisio. Ôi, cứ đợi đi, tao sẽ trang trí cho mày mà. Nhìn như một xưởng làm việc vậy. Nếu không có tiền mua đồ trang trí đắt đỏ, bạn luôn có thể tự mình làm nó. Mọi thứ đã sẵn sàng, mình chỉ cần để lại đồ ăn. Ôi Santa, nếu ông có thật, hãy cho cháu dấu hiệu. Đã xong, giờ thử xem nào. Vậy, ông ấy có thật. Ôi, xem ra Alex đã làm cả khu bị mất điện rồi. Vậy, thành công rồi. Đừng làm ngơ. Cảm ơn nhiều. Nhưng vẫn chưa đủ. Ồ, người này nhìn không keo kiệt lắm. Anh ơi, giúp cô gái nghèo đói năm mới đủ đầy nhé. Tôi chỉ toàn tờ tiền to. Không sao, em có tiền lẻ. Mình sắp đạt được mục tiêu rồi. Dạ, ngay cả tiệc ăn mừng nghèo khó cũng cần tiền. Ồ, cô ấy rất nhiều tiền. Xin lỗi cô, quyên góp cho năm mới nha. Tôi cũng muốn, nhưng chỉ có thẻ thôi. Không vấn đề, tôi có máy, đây này. Được rồi. Cảm ơn nhiều, chúc mừng năm mới. Có phải mỗi mình thấy hơi nhiều số 0 không nhỉ? Wow. Bữa tiệc Giáng sinh giàu có không thể thiếu một chi tiết mùa đông quan trọng. Mai, tới giờ rồi, đem bất ngờ ra đi. Được, thưa cô Brown. Các bạn, tớ có chuẩn bị đặc biệt cho chúng ta. Thật sao? Tớ thích những bất ngờ. Wow, tuyết giả.
chị Sophie giàu có mới tổ chức nổi bữa tiệc xịn sò này. Còn chỗ của Alex nghèo khó, nhìn giống như một trạm băng ở Bắc Cực vậy. Khi nào mới có đủ tiền sửa cái cửa sổ đây? Đừng buồn nha Alex, ít nhất bạn cũng không cần chi tiền mua tuyết giả. Căn nhà của bạn đã tràn đầy tuyết thật, bạn chỉ cần tìm cách sưởi ấm thôi. Tiếng gì vậy? Có người đang tới. Ôi, chắc là Santa đấy. Ông ấy đến tặng quà cho mình. Ôi không, Alice, đây không phải là Santa mà là trộm. Ở đây có gì nào? Ôi trời, mình chưa từng thấy căn nhà nào nghèo như thế này. Chẳng có gì để trộm cả. Là Santa thật. Thôi, tôi để lại gì đó cho cô vậy. Dù sao thì cũng sắp tới Giáng sinh rồi. Để cô ta tự làm món bánh mì nướng ăn mừng. Cái gì nhỉ? Wow, mày nướng bánh. Wow, giống cô Michelle. Cảm ơn Santa. Cô Brown, tôi nên treo cái này ở đâu? Không phải ở đó đâu, thấp xuống, sang bên phải. Như thế này? À, không tệ, về qua trái chút. Được, như thế này sao? Hoàn hảo, chính là như vậy. Mai, anh đi được rồi. Đến lúc treo đồ trang trí chính. Wow, đặng thật đây. Wow. Wow. Wow, đắt tiền quá. Thế là mình chỉ có thể mơ về nó. Ồ, nhưng mình mua được cây thông Noel này. Tuyệt. Ờ, có gì sai sai? Ôi! Nó quá nặng. Ồ, nước hoa yêu thích của mình. Nhìn xem, ảnh rất đẹp. Giờ cô cầm quả bóng này. À, mình sẽ gửi bưu thiếp đến tất cả họ hàng. Wow, Santa thật này. Giáng sinh vui vẻ. Bộ ảnh này chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền. Nhưng đó không phải là vấn đề với Sophie. Wow, mọi người làm tốt lắm. Ảnh rất đẹp. Nhưng với Alice nghèo khó, cô chọn cách tiết kiệm hơn. Người đó rất phù hợp. Chỉ thiếu chiếc mũ nữa thôi. Ôi, cái mùi này. Nào, đây rồi. Cười lên. Đây, cô làm gì đó? Ồ, găng tay. Cảm ơn cô gái tốt bụng. Bức ảnh rất đẹp, nhưng tay mình lạnh quá. Nhưng cũng đáng mà. Có nên viết một danh sách khác không nhỉ? Nên, Mai, viết đi. Tôi muốn một chiếc máy bay. Không, mình đã có tới 4 chiếc trực thăng. Nhưng đi du thuyền thì vẫn được. Anh viết là du thuyền. Được thưa cô Brown. Định bắt đầu từ đâu nhỉ? Gửi Santa. Năm nay con đã rất ngoan. Vì vậy con muốn... Ôi không, lại nữa. Nhưng Taylor, ôi, thật tội nghiệp Taylor. Không ai thấy được mình. Chờ ở đây nha. Oh, một món quà nữa. Tặng mình. Thật bất ngờ quá đi. Mình yêu quà tặng. Gì đấy? Áo len ngày lễ mới. Mình chưa có cái nào giống như vậy. Wow, Sophie có cả một bộ sưu tập.
Nhưng áo len Giáng sinh của Carol nhìn giống như của ông nội để lại. Được rồi, đã đến lúc thay đổi. Chà, giờ nó lại như mới, gần như. Ít nhất cũng thoải mái và giản dị mà. Bạn có thích video không nào? Vậy thì hãy like, đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông nha. Hẹn gặp lại.